Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ giới thiệu những dòng full như khúc khoảng loan quanh từ 100k đến 200k nha các bạn. Thì mình nhiều mẫu côn nên là mình chỉ nói khoảng tầm là những cái mẫu côn nào mà giá bình dân mà dưới 200.000 cho anh em tham khảo nha. Đầu tiên dòng biểu diễn 135k. Dòng này là dòng biểu diễn 135k nha anh em. Côn inox biểu diễn. Dòng này là có khắc rồng này anh em. Rồng nhỏ nha. Khắc một chút xíu trên đầu để đẹp cho nó đẹp ấy mà. Dòng này là dòng 135.000. Dòng này thì mình đã làm dây xích vừa với cái cổ tay để anh em loan được rồi nhé. Không phải là dây dài đâu. Dây chỉ có là 15-16cm thôi. Dòng này thì bao anh em là bao biểu diễn bao đẹp luôn. Loan côn thì có thể gửi chỉ có nặng là 250g thôi. Có 250g. Giá này là đảm bảo với anh em không có cái anh em mua đâu, không có cái giá rẻ hơn được. Mà lại có côn đẹp mà khắc rồng như thế là đảm bảo là không có giờ chỗ nào có. Thứ nhất là về cái đồ đẹp, thứ hai nữa là về giá cả, thứ ba nữa về chất lượng. Đường kính của nó là 2,5cm chứ không phải là 2,2 nhỏ nhỏ cho học sinh đâu. Cái dạng này là dạng người lớn cũng tập được nữa nha các bạn. Thì đây là dòng này là 135.000. Đảm bảo anh em mua xỉ giá cũng còn rẻ hơn nữa nha. 10 cây là bắt đầu có giá xỉ rồi. Tiếp theo nữa là dòng dòng 145k đi. Đây, dòng 145k, dòng này là nhựa cứng nha. Bao bền luôn, không bao giờ hỏng được luôn, cũng cứng, nhựa PU cứng, nhựa đặc nha. Đây, nhựa đặc. Cái dòng này thì chia sẻ với anh em một chút ngon lành cành đào luôn. Ok chưa anh em? Ý dòng này là 145k dây dù. Dây dù quân đội. Đường kính 2,5. Dây thì mình làm lỗ cổ tay anh em luôn rồi. Anh em có muốn ngắn hay dài thì phải inbox riêng để mà đặt hàng riêng nha. Tiếp theo nữa là dòng này là 160 quân gỗ. Nhìn rất đẹp. Quân gỗ Lý Tiểu Long, đầu to đầu nhỏ, dây dù. Ok, tập luyện thực chiến và biểu diễn đều được anh em nhé. Ok, là 170.000. Năm nay là giá đã lên 10.000 rồi, 170.000. Tiếp theo nữa là dòng nhựa này, nhựa silicone. Silicone thì có 2 màu, 3 màu. Đây là nhựa silicone 3 màu. Thì màu xanh vàng này giá 160. Màu vàng Lý Tiểu Long với màu đỏ là 180. Anh em nhé, khác biệt hoàn toàn. Nếu mà dẻo nhất trong các loại silicone là màu vàng, là dẻo nhất. Sau đó là đến màu đỏ. Còn nếu mà anh em mà muốn nó cũng không phải là dẻo lắm mà nó vừa, nó nói chung là nó cũng hơi cứng đó. Nó cũng silicone mà dạng cũng hơi cứng, nên là cái dòng xanh này thì nó cứng hơn. Nó có thể là anh em tập luyện xong anh em tập thực chiến cực kỳ tốt, mua một lần cả đời nhé, không có hỏng được cái silicone này đâu. Có giá là cũng sơ sơ đó, tính ra cũng nhiều loại rồi, cực kỳ nhiều loại rồi. Côn inox thì ở đây bóng mút ok. Côn inox bóng mút có khớp xoay. Còn nếu bổng mút có khớp xoay giá là 200.000. Để cho bạn nào mới tập an toàn, bạn nào mà thích an toàn thì chỉ có dòng này thôi là bổng mút. Còn loại mà khiên xoay là 160. Khiên xoay thì khác như thế nào để anh em xem này. Ở đầu đây là nhiều bạn bảo là 160 với là 200 khác nhau chỗ nào, thì 160 là nó không có đầu khớp xoay nhưng mà nó có khiên xoay linh hoạt nha. Anh em có thể xoay thoải mái, tức là nó có cái trong này, nó có một cái khiên ở bên trong này, nó xoay linh hoạt cho anh em. Đấy, trong này nó có một cái khiên xoay. Nên là cái côn là nó thụt dây xích vào, nó kéo ra đây. Kéo dài ra là như vậy. Thì nãy là anh em thấy không? Tức là mình tưởng là nó bị lỗi mà không, để thả xuống này nó thụt xuống ngắn như thế này. Đấy, cái khiên xoay mà kéo ra chứ không phải là nó ngắn dây, mình nhầm, cái này mình nhầm. Thì cái dòng này bên mình có là dây trẻ em 11cm, còn dây người lớn là 16cm đấy các bạn. Dòng này thì anh em tập an toàn và cũng có thể loan được côn bình thường, không vấn đề gì hết nhé.
không ảnh hưởng gì. Dòng này thì bao êm cho anh em, ba đập thoải mái. Sau khi mà anh em tập mà nó có bị rách cái mút này rồi, anh em bóc ra thì nó sẽ giống cái côn chuông biểu diễn kia. Đây cái này này, sau khi anh em chán này tập được rồi, thích inox thì anh em bóc ra, lõi của nó là inox của bên trong. Ở đây là 160, còn đây là 200. Mình đã giới thiệu bạn còn mấy loại này đó, cũng khá nhiều rồi. Còn trên này cũng nhiều loại quá, nhưng mà trên này đều là những cái giá mà trên 200. Còn cái côn inox mà xoắn đó, mình còn một cái dạng côn inox xoắn đó, giá cũng 200.000. Đó là những cái dòng côn inox khúc mà nó 200 trở xuống đó. Mình nhiều lắm. Côn này, côn bọc inox này, côn cầm xe này, gỗ cầm xe kiểu lý tiểu long cũng có này, côn sát thương giống như tám cạnh này, sát thương này, côn tám cạnh này. Cái xe này, cái dòng này là mình bán rất chạy, kiểu này kiểu tám cạnh, đầu nhỏ đầu lớn, dây xích khớp xoay dòng này thì mình bán chạy lắm, làm dây xích khớp xoay lắp 4 ly. Rất nhiều người đặt hàng với mình dòng này, về dòng thực chiến gỗ cầm chắc tay, ma sát cao, sát thương cao. Dòng này dòng cổ điển nhất, dòng ngày xưa. Nhưng mà nếu mà chuẩn ngày xưa thì nó là phải như thế này, nó là phải dây dù. Đấy, như dây dù như vậy thì là dòng ngày xưa. Mình có rất nhiều loại, nên anh em nào mà muốn ví dụ như cái này 220, cái này 330, 340, những cái này thì giá là giá tầm trung. Còn những cái khi nãy mình báo với anh em giá rẻ, giống như anh em mà muốn dòng này cũng có là 260 này. Đây cái này cũng có 260.000, mình nhựa đen này. Đen 260.000. Nói chung mình bán rất nhiều loại, mà bây giờ mà để mà làm một video nó dài nên là anh em tham khảo, mình sẽ để lại số điện thoại cho anh em. Số điện thoại Zalo của Toản luôn. Toản hay dùng số đó luôn, là anh em có thể gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo các bạn Zalo để Toản tư vấn thêm cho anh em để đặt hàng trực tiếp với Toản nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toản. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.